Hello, xin chào tất cả các học sinh lớp 4 nha. Các con học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 6. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị trong sách giáo khoa toán lớp 4, Chân trời sáng tạo nha các con. Thưởng đều 18 quyển sách cho 9 bạn trong tổ. Ba bạn được thưởng bao nhiêu quyển nhỉ? Tìm số sách một bạn được thưởng. Như vậy đây muốn tìm số sách một bạn được thưởng, ta lấy 19, 18 chia cho 9. Rồi tìm số sách ba bạn được thưởng thì ta lại lấy số quyển sách một bạn ấy, nhân cho 3. Như vậy bài toán như sau. Bài toán thưởng đều 18 quyển sách cho 9 bạn. Hỏi ba bạn sẽ được thưởng bao nhiêu quyển sách? Tóm tắt 9 bạn thì 18 quyển. Hỏi ba bạn bao nhiêu quyển? Bài giải số sách mỗi bạn được thưởng là 18 chia 9 được 2 quyển. Số sách ba bạn được thưởng là 2 nhân 3 bằng 6 quyển. Đáp số 6 quyển sách. Ta qua bài số 1. Sáu hộp bút là 24 cây bút. Hỏi một hộp là bao nhiêu cái? Và ba hộp là sẽ là bao nhiêu cái bút? Như vậy, một hộp sẽ là bao nhiêu? Một hộp sẽ là mình lấy 26, 4. Mình chia cho 6 được 4. Như vậy đây là một hộp là 4. Ba hộp thì mình lấy 3 mình nhân 4 bằng 12. Như vậy ba hộp sẽ là 12. Năm hộp là 30 cái thước, một hộp là bao nhiêu cái thước? Ta lấy 30, ta chia cho 5. 30 chia 5 bằng 6. Một hộp là 6 cái thước. 7 hộp là bao nhiêu? Thì 7 ta nhân cho 6 bằng 42. 42 cái thước. Số bút trong các hộp bằng nhau. Số thước trong các hộp bằng nhau. Ta qua trang tiếp theo. Bài số 2 nói theo mẫu. Mẫu cô Thu xếp đều 36 cái bánh vào 9 hộp. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh? Thì ta tìm số bánh trong một hộp. Số bánh trong một hộp ta sẽ lấy là 36. Ta chia cho 9 sẽ bằng 4. Sau đó tìm số bánh trong 7 hộp. Một hộp có 4 cái bánh, 7 hộp thì có 28. Ta lấy 7 nhân cho 4 bằng 28. Ta qua câu A. Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ? Như vậy một chuồng là có bao nhiêu? Một chuồng. Có 24 chia cho 8 bằng 3 con. 6 chuồng. Có 6 nhân 3 bằng 18 con thỏ. Câu B. Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90 lít nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước? Như vậy một can thì cần bao nhiêu? Một can chứa 90 chia cho 6 bằng 15 lít.
Ngày 9 can chứa 15 nhân cho 9, 9 nhân 5 45, 5 nhân 4 91, 94 là 13, 135 lít. Bài số 1. Có 35 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu kg? Thì một bao chứa nè. Một bao đựng là mình lấy 35 chia cho 7 bằng 5 kg. Bây giờ hỏi 4 bao. Bốn bao đựng là bằng 5 nhân 4 bằng 20 kg. Ta sang bài số 2. Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2.400 viên gạch cùng loại. Để lát 6 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch loại đó? Như vậy một phòng là cần. Ta lấy 2.400 chia cho 4, 24 chia 4 được 6, 600 viên. Bây giờ 6 căn phòng phải cần 600 nhân cho 6, 3.600 viên. Bài số 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau. Hai vị trứng 60.000 đồng. Ba vị trứng bao nhiêu ngàn đồng? Như vậy một vị là bao nhiêu? 60.000 chia 2 bằng 30.000 đồng. Ba vị, ta lấy 30.000 nhân cho 3, 3 nhân 3 là 9, 90.000. Như vậy ba vị trứng này là sẽ là 90.000. Các con học sinh lớp 4 thân mến, bài học số 6, bài toán liên quan đến rút về đơn vị trong sách giáo khoa toán lớp 4 Trăn trở sáng tạo. Đến đây là hết rồi nha các con. Và xin chào tạm biệt tất cả các con và hẹn clip sau. Bye bye.